tên là gì? Con tên là gì? Minh Hương. Con tên là gì? Minh Châu. Tên ở nhà con gọi là gì? U nhà. Su. Su si. Đúng rồi, ở nhà gọi là gì? Su Su. Su Su. À, thì Minh Hương với Minh Châu có mà lớn lên có lấy chồng không? Không. Con có lấy chồng không? Con có lấy chồng không? Không. Thật không? Có. Không. Con có lấy chồng không? Không. Con lấy chồng không? Không. Mai sau con ở với ai? Ở với bố mẹ. Có chắc không? Có. Thì mai sau lấy chồng thì sao? Không. Không chắc lấy chồng à? Dạ. Con nói như nào? Dạ. Minh Hương. Dạ. Hương. Sẽ. Không lấy chồng. Không lấy chồng. Minh Châu. Minh Châu. Con nói đi. Đúng rồi, nhớ nhá, không lấy chồng nhá. Đây là video bằng chứng này nhá. Mai sau hai đứa mà lấy chồng tao cho mày xem video này nhá. Mày cái đồng bọn mày cái đồng ý không? Con có lấy chồng không? Có đi ở chỗ khác.